Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 25 tháng 9 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 2, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6175, 4316, 2472. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4675. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87706, 34005, 00504, 53246, 17666, 78607, 35542. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91810, 80837. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17808. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65610. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7, 8, 5, 4, 3. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7, 8, 5, 4, 3.